Thì tại sao bạn lại tin tưởng chỉ vì một vài cái vlog, cái quảng cáo trên mạng? Bạn đầu tư hết tiền bạc, gia sản vào và nghĩ nó sẽ kiếm lời. Bạn không làm mà đòi có ăn thì ăn. Thì ăn đầu quay. Tóm lại thì đây sẽ là một kênh đầu tư mà mình nghĩ luôn luôn sinh lãi. Đó chính là đầu tư vào bản thân bạn. Tỷ phú Warren Buffett từng nói bạn càng đầu tư vào bản thân càng nhiều càng tốt. Vì bạn là tài sản lớn nhất của chính mình cho tới thời điểm hiện tại. Bạn có thể dùng số tiền 5 triệu đó để đầu tư vào một khóa kỹ năng edit, kỹ năng nói chuyện trước đám đông hay là học cách làm chủ tài chính cá nhân và còn rất nhiều cách khác, thì đó được gọi là kỹ năng mềm. Và nhận ra điều đó thì trong khoảng 1-2 năm gần đây mình đã bỏ ra một số tiền khá lớn đối với mình ở hiện tại. Mình học cách làm video, tham gia vào một cộng đồng gồm những KOL nổi tiếng. Mình học một chút ít về marketing và mình đã có được thu nhập một tháng là bằng với anh Độ. Tôi làm cái nghề này tính ra được năm thứ 7 rồi mà lương tháng tôi vẫn 7-8 triệu một tháng. Mình bỏ ra 4 tiếng hàng ngày với kỹ năng mà mình có và mình còn nhận được lời mời hợp tác từ một số các nhãn hàng. Đó có thể là tạm gọi là thành công của mình trong năm.